Hello anh em, mình đã từng sử dụng GoPro 5, GoPro 6, GoPro 2018 và bây giờ là GoPro 7. Xin chào 500 anh em, và hôm nay trên tay mình đang có hai con GoPro, đó là GoPro 6 và GoPro 7. Thì mình hôm nay sẽ nói về cái GoPro 7 nó có đáng tiền hay không. Giá nó hiện tại nó là, thực ra mình cũng chưa trải nghiệm nữa, tại vì mình cầm trên tay 4 ngày nhưng mà chỉ mới bấm và chứ còn chưa có thời gian để mà tập trung vào. Hôm nay mình sẽ so sánh luôn với con GoPro Hero 6 để giải quyết những câu hỏi đại loại như là GoPro 6 có nên nâng cấp lên GoPro 7 hay không, rồi GoPro 7 hiện tại thì nó như thế nào. Trời, mình sẽ đi ra ngoài nhưng mà vấn đề là cái gậy GoPro nó hỏng mất rồi. Cái này để dán lên trên xe máy. Rồi sao đi ra? Thank you. Bây giờ sau lưng xe sau lưng. Đi lặn. Lặn xin chào. Không biết nữa. Mày cẩn thận chỗ đấy nó hơi nâm, chẳng có cái gì ta đừng nắm cạn nữa, cẩn thận biết chân chân đấy. Rồi chờ anh gọi lại nhá. Anh cứ cầm đi, em chạy qua nãy chiều em đi mai để đấy luôn. Ok nha mọi người, đó là anh bạn Phúc Anh review Đà Nẵng 4.0. anh em nào mà ra Đà Nẵng chơi á thì liên hệ với anh Phúc Anh để dùng Facebook luôn nè. Đang già nó dẫn tour, dẫn đi chơi Đà Nẵng đủ thứ luôn, mà có đồ chơi đầy đủ không, phao này các thứ, rồi không phải thuê ở chỗ khác nữa, GoPro các thứ đầy đủ có hết luôn. Ngon, dịch vụ ngon. Tới rồi. Bảy xe, xung quanh đây cũng đông phết nhỉ. Cả xe ô tô. Thế nên chỉ đường đã quên đường mất rồi. Cũng gian nan đó. Chẳng có cái gì ta đừng nắm cạn nữa, cẩn thận biết chân cái chân đấy. Thôi vậy không có lặng được rồi. Bây giờ
Mình ngồi đây chơi chờ thằng này nó lặn xong rồi mình mới được đi về. Và đây, đây là người sẽ test cái vô sổ toàn bộ những cái footage nãy giờ mà anh em đang xem á, cái đoạn vừa giờ mình quay hoàn toàn bằng con GoPro 7, chất lượng thực sự phải nói là rất là kinh ngạc, quay ở chế độ 2K và 60 frame và hoàn toàn mình chỉ cần bằng tay thôi nhá, mình chỉ bỏ vô không phải bằng tay mà mình có bỏ vô cái cây này và mình cầm như thế này, mình cầm kèm cái cây như thế này và khả năng chống rung phải nói là thật là kinh khủng tởm khủng khiếp luôn. Nó mượt, phải nó mượt đúng kiểu là như gimbal. Tất nhiên là nó sẽ không có những cái đi thẳng được hoàn toàn như gimbal, nó cỡ khoảng 49-50 á, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà với cái khả năng chống rung của nó như vậy thì mình nói là không bao giờ cần gimbal nữa. Rất là nhiều anh em đã không mua gimbal nữa, mua cái GoPro 7 xong chỉ cần cầm tay hoặc cầm một cái gậy thà là tuyệt vời. Và cái điểm á, mà mình cho rằng á, đây là cái điểm giá trị nhất của con GoPro 7, nó chính là cái chức năng time warp. Thay vì á, là hồi xưa thì chúng ta sẽ có là chụp time lapse đúng không, thì bây giờ nó có một cái nó là chụp time warp. Cái chức năng time warp này á, cho phép chúng ta chụp time lapse nhưng mà di chuyển và nó tự động chống rung vào trong nó luôn, để chúng ta có thể chụp time warp giống như là hyperlapse á. Anh em có thể là search trên Google những cái mà hyperlapse á, thì cái time warp nó thực ra nó cũng chính là cái hyperlapse, và chúng ta có thể làm rất là nhiều với cái time warp này, rất là nhanh, vô cùng nhanh luôn. Nếu như trước đây á, anh em có thể là chụp hyperlapse sẽ mất đâu đó vài tiếng hay là một tiếng cho một cái short phim, thì bây giờ chúng ta chỉ cần một phút hoặc 2 phút hoặc 3 phút gì đó chạy xung quanh tòa nhà và cầm camera xoay thế là chúng ta có một cái short time warp rất là đã. Chức năng này phải nói là vô cùng đã luôn, và chắc chắn rằng là anh em mà xài cái chức năng này sẽ bị ghiền chắc luôn. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra một vài cái so sánh với lại con GoPro Hero 6 nhá. Các bạn xem nhá, đầu tiên là cái tốc độ khởi động. Thì thực ra nó cũng ngang nhau, nhưng mà trong quá trình sử dụng á, thì mình thấy á, là cái GoPro 7 nó ổn định hơn GoPro 6 á. Đôi khi thì mở lên nó sẽ bị chậm một tí á. Và cái thứ hai đó là cái giao diện của GoPro Hero 7 á, thì nó tiện hơn ở chỗ là nó lôi rất là nhiều cái chức năng cần thiết ra ngoài. Ví dụ như là chúng ta có một cái menu ở phía trên, nó bao gồm là nút Quick Capture. Quick Capture là nút mà bấm vào đây để mà on xong rồi sẽ quay luôn á. Mình có thể bật tắt ngay chỗ này, và chỗ này là khóa màn hình. Tiếp theo đó là âm lượng Beep Volume ở đây nè. Bấm nhầm rồi, tại vì mình không thấy màn hình á. Đây. Đó, cái bật tắt âm lượng này nó vô cùng tiện lợi luôn. Mình nhớ là có một lần mình đi máy bay á, xong rồi mình quay phim bằng GoPro á, xong rồi cái bật tắt âm lượng á, mình nhớ ra là mình chưa tắt, và mình truy cập vào menu xong mình bấm tít 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 cho tới lúc mà tắt cái âm lượng đi á, để mà mấy người xung quanh không có ồn ào á, thì cô tiếp viên đã tới bên cạnh và yêu cầu anh ơi anh đừng quay phim, tại vì trên máy bay không nên quay phim, không cho sử dụng thiết bị điện tử. Đấy, nên là cái việc mà tắt âm lượng này nó vô cùng tiện lợi, kéo xuống một phát và ấn nút tắt. Cuối cùng á, thì còn vài điểm, ví dụ như là nếu mà xét về chất lượng á, chất lượng quay phim á, thì mình nghĩ là nó là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu mà chỉ vì chất lượng thì mình nghĩ là không nên nâng cấp từ GoPro 6 lên. Thực ra là như vậy, GoPro 7 nó sẽ hơn một chút xíu ở Dynamic Range, xử lý sáng tốt hơn một tí thôi, chứ còn nó không quá nhiều, tại vì con GoPro 6 này nó chất lượng đã quá bá đạo rồi. Chất lượng video nó từ 40 cho tới 70 bitrate megabit. Cái điểm GoPro 7 nó hơn á là chúng ta có khả năng hẹn giờ. Có nghĩa là khi ở GoPro 6 trở về trước á, nếu mà các bạn muốn cầm gậy tự sướng này, mình nói ví dụ các bạn muốn cầm gậy tự sướng đúng không, thì
thì như thế nào, cầm gậy tự sấy là sướng thì cái gậy nó sẽ ra xa tầm với, chứ mình đâu có cầm như thế này được, tại vì mục đích là cầm gậy là để cho nó dài hơn như thế này đúng không, thì không lẽ mình lại còn đưa tay mình với nữa thì phải kéo cái gậy lại gần. Cho nên á là bắt buộc chúng ta phải có một cái remote GoPro hoặc là điều khiển bằng điện thoại. Nhưng mà cái GoPro 7 này thì nó tiện hơn ở chỗ là chúng ta có thể hẹn giờ 3 giây hay là mấy giây đó để mà sau đó thì nó chụp như này, vô cùng tiện, và chúng ta không cần remote để chụp ảnh nữa. Mà GoPro 7 nó còn có cái chụp hình super gì đấy, nhưng mà chức năng đấy khá hay dành cho anh em nào thích chụp ảnh. Còn về quay phim thì mình nói là nó phải nói là một cuộc cách mạng và chống rung, mà đúng là camera chống rung tởm nhất thế giới thì trước đến giờ mình từng biết luôn. GH5 không có cửa nha, Lumix không có cửa, Olympus không có cửa, Sony với mấy hãng khác thì càng không có cửa thật luôn ha. Nhưng mà nói luôn là cái này nó chống rung ở lúc mà trời tối á với lại thiếu sáng á, thì bởi vì nó là chống rung điện tử cho nên nó sẽ không được ổn định như là chống rung bằng đủ sáng nhá, nhưng mà nó vẫn chống rung rất là bá đạo ha. Nhưng mà so sánh với lại chống rung quang học của Sony Action Cam XR3000 thì nó lại không bằng ở trong những cái điều kiện thiếu sáng. Nhưng mà bản thân mình thì thực ra mình chả bao giờ quay phim vào buổi tối, chẳng bao giờ cầm Action Cam quay phim vào buổi tối. Mà cho dù con GH5 của mình tới $1,999 khoảng 50 triệu đúng không, nhưng mà quay tối cũng như xịt thôi. Cho nên là mình nghĩ là cần phải bù sáng chứ không có chọn camera nào mà quay trong tối. Nên như vậy. Đó là toàn bộ những cái review của mình về con GoPro 7 này. Các bạn còn câu hỏi gì liên quan đến con GoPro 7 này không thì cứ đặt phía bên dưới, mình sẽ trải nghiệm tiếp tục ha. Ok, hẹn gặp lại ở clip review tiếp theo.